Mình xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến kênh của mình. Hôm nay mình làm video chia sẻ với các bạn cái cách chúng ta cắt để mo được cái góc này. Thế thì ví dụ như là các cái góc mặt bàn này, mặt bàn chúng ta bo vào thì nó sẽ nhìn trông nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ không có góc nhọn. Góc nhọn thì khi đi va vào nó sẽ nguy hiểm, và có những chỗ chúng ta đòi hỏi là phải cần cắt bo góc như này. Đấy, còn nếu mà cắt góc 45 độ mà đấu vào như này đấy, thì nó đơn giản, nó nhanh đấy. Nhưng cắt để bo được như này thì nó hơi mất công, nó sẽ khó hơn. Thì video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách cắt được cái góc này, và cái cách cách tính làm sao cho cái gọi là một cái công thức tính nhé. Các bạn có thể là áp dụng tất cả các loại hộp. Ví dụ đây là hộp bé 2x4 này, chúng ta có thể là 3x6, hộp 4x8 hoặc 5x10. Chúng ta có thể áp dụng cùng một cái công thức đấy, công thức tính nhé, để chúng ta có thể là cắt được hộp nào cũng cắt được. Đấy, thì đầu tiên mình sẽ vạch một cái mình cắt cho các bạn xem, sau đó mình sẽ nói đến cái công thức tính để làm sao khi chúng ta cắt có thể áp dụng được tất cả các loại hộp nhé. Thì các bạn hãy chú ý xem video, xem từ đầu đến cuối thì có thể là làm được. Các bạn mà thấy video hay hãy nhớ chia sẻ cho nhiều người cũng biết, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, và nhớ nhấn chuông thông báo để đón xem những cái video chia sẻ mới nhất từ mình nha. Thì bây giờ mình sẽ phải cắt thử một cái hộp 3x6. Xưởng của mình ở đây thì mình làm cả các cái nhôm loại cao cấp như các bạn nhé. Cửa nhôm rồi cửa thủy lực, cửa cuốn xen hoa inox, cửa cổng inox các thể loại. Mình ở Hưng Yên thì các bạn mà có khu gần khu vực mình có thể liên hệ mình làm nhé. Đây thì bây giờ mình sẽ cắt thử cho các bạn xem bằng một đoạn hộp 3x6 nhé. Thì đầu tiên các bạn vạch cho mình đây là 15 phân. 15. Đây là 21. Này. Ví dụ bên này là 15 nha. Thì bên này là hộp 6, cộng thêm 6 phân. Cái điểm bên này sẽ là 21. Đấy. Thì đầu tiên bên này thì đến điểm thứ hai bên này. Ví dụ hộp này là hộp 6. Chúng ta sẽ đo cộng thêm 6 từ điểm này. Căn ở đây đo cộng thêm 6 nhé. Sau đó thì lấy một cái đá cắt này. Nếu mà hộp bé chúng ta lấy đá bé, hộp to lấy đá to nhé. Các bạn đặt cái điểm này, đến điểm này đặt viên đá cắt này vào này. Ta vạch một đường tròn từ điểm này, điểm dấu này đến điểm dấu này nhé. Sau đó các bạn đo từ điểm này
cái điểm này xem dài bao nhiêu nhé. Và được 9 phân này. Thì các bạn sẽ lấy từ điểm này đến điểm này là 9 phân nhé. Là lấy thước vuông bảy nhà sang lên, và chúng ta sẽ cắt này. Cắt một đường, cắt theo hình nhé. Thì lấy bên này cắt sang bên này, hai bên giống nhau này. Sau khi cắt xong nhé, đây
sau khi là cắt xong những bạn nhé. Góc là để mình cắt nó hơi ăn sâu ở tí, hơi quá một chút. Cái cách thức cắt thì nó là như vậy nha các bạn nhé. Thì tiếp theo là một cái nữa nha.